Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chính giai cấp mới góp phần kết liễu chế độ toàn trị. Nếu các Marx và Engels sống lại và được mời dự hội nghị trung ương lần thứ tư từ ngày 4-7 tháng 10 năm 2021 tại Hà Nội, hẳn hai nhà kinh điển này sẽ phải điều chỉnh 180 độ học thuyết của mình. Rõ ràng không phải giai cấp công nhân mà phần lớn trong số 200 ủy viên trung ương đảng đại diện cho giai cấp mới tham gia họp tuần qua là những kẻ sắp góp phần đào mồ chôn chủ nghĩa toàn trị tại Việt Nam. Nói dối thành thần, không thể đổ lỗi cho việc Việt Nam thất thủ trước Covid-19 là do ý thức của người dân. Cũng hoàn toàn không phải như vậy. Khi dịch bắt đầu lan ra theo lệnh, các địa phương náo nức thi đua tóm F0, từ F0 tóm F1, F2, thậm chí F3 để đem đi cách ly và cách ly. Đây là hình ảnh cảnh xịt hơi cay để truy bắt người đàn ông dương tính với Covid-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung để về nhà ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Âm ầm cách ly, tập trung vào hết các chỗ cách ly tốt nhất còn tốt, nhiều chỗ nhét cả chục người, vài chục người vào một phòng bé tí, quây lấy nhau, quấn lấy nhau, xoắn hết ầm ầm. Coi đó là thành tích và coi đó là năng lực, coi đó là cách chống dịch tài tình của Đảng. Các nhà chuyên môn và y tế, chuyên gia có lương tâm viết, nói, ngửa mặt lên trời, đừng thế, đừng cách ly tập trung, ào ào như thế. Cần chọn nơi cách ly có giãn cách, có đủ điều kiện, đừng gom đống vào như thế, càng nguy hiểm, càng dễ lây chéo, và đừng làm như vậy. Nhưng trên trời, mây vẫn xanh, gió vẫn thổi, chẳng ai nghe. Giờ đây là cuộc di dân khổng lồ. Hai đại biểu của người dân tại Bến Tre và Cà Mau tại Quốc hội Việt Nam cũng vừa lên tiếng về thực trạng di dân lũ lượt rất díu nhau rời bỏ các đô thị, trung tâm công nghiệp để đổ về quê, cảnh hàng đoàn người nối đuôi nhau đi trên các quốc lộ, đại lộ khắp nơi. Cả hai ông nghị sĩ là ông Đặng Thuần Phong, đại biểu của Bến Tre, đồng thời là phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Việt Nam, và ông Phạm Văn Hòa, đại biểu của Đồng Tháp, cùng thú nhận rằng họ bị những thông tin, hình ảnh ấy ám ảnh và cảm thấy rất đau lòng. Cả hai cũng là những người đầu tiên xác nhận cả chính phủ lẫn chính quyền các tỉnh, thành phố đều không dự đoán được tình huống này nên đã rất lúng túng, bị động, cuối cùng mỗi nơi hành xử một kiểu và nạn nhân là người dân lãnh đổ với con số gần 20.000 người đã phải chết. Thảm trạng chúng ta buộc phải chứng kiến vừa qua nằm ngoài mọi kịch bản và mọi dự tính của chính phủ và các tỉnh thành khắp nơi. Đây là hình ảnh báo Phụ Nữ tường thuật về hành trình vượt 2.000 km về tránh dịch của gia đình 5 người, vét cơm với rau luộc, tay ôm 3 con nhỏ. Thật quá khốn khổ cho gia đình anh Giản Đỗ Trai, 33 tuổi, dân tộc Mông, từ Lâm Đồng về tận Lào Cai. Mặc dầu người trong hệ thống thú nhận như vậy, nhưng khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư, ông Tổng Bí thư già nua của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn lặp đi lặp lại luận điệu dối trá rằng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kế thừa, phát huy tốt những thành tựu, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo, xử lý kịp thời, đúng đắn, những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh trong phòng chống dịch bệnh. Người nghe không khỏi sốc đến rùng mình vì không thể chịu nổi sự dối trá này. Chỉ có thể đưa ra hai giả thiết, hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng đã mắc chứng hoang tưởng, hoặc là chính ông bị bệnh mê sảng giữa ban ngày, và cũng có thể là cả hai. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng đang say sưa nhà ngọc phun châu tại hội nghị, thì dòng người ngày đêm lầm lũi khi câm nín, khi gào thét trên các chặng đường thiên di. Tàu hỏa, xe khách thì vẫn nằm yên, mặc cho hàng vạn công nhân lăn lộn giữa giông bão, bao gồm cả phụ nữ mang thai, trẻ em sơ sinh, bồng bế nhau hàng nghìn km trên những chiếc xe máy. Có những đoàn dắt díu nhau hàng trăm km bằng đôi chân trên xe đạp. Họ bị rào kẽm gai, chốt chặn, cản lại. Họ rớt nước mắt trong mưa. Có khi họ hét khản cả cổ. Họ thắp nhang, quỳ lạy công an để được đi qua các chốt. Quyết định đồng cứng của hệ thống giao thông công cộng như biện pháp chống dịch không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế, mà còn đầy ải hàng vạn con người Việt Nam
vào cảnh bần cùng lầm than. Đó là những người phải đối mặt với hệ thống chính trị, nắm rất thành công quyền lực để đàn áp nhưng lại thất bại thảm hại khi không hiểu một tí gì về tâm lý của những con người khi bị đẩy ải vào bước đường cùng như vậy. Không giúp người dân trong khốn khó, nhưng chính quyền Huế lại lớn tiếng đe dọa dân, ai về quê sẽ phạt nặng. Đây là hình ảnh nhóm thiện nguyện từ Đà Nẵng phát cơm giữa trời mưa nặng hạt trên đỉnh đèo Hải Vân cho người đi tản về quê từ Nam ra Bắc. Còn trong Bình Dương mấy hôm nay, các lực lượng chức năng cũng đang ra tay xử lý những ai lên mạng lập đoàn để hồi hương. Giai cấp mới và họ là những ai? Đây là câu hỏi cũng được dư luận đặt ra. Điều lạ lùng nhất, đáng phẫn nộ nhất là giữa 200 cái đầu từ những đỉnh cao trí tuệ ấy, sao không có một ai nghĩ ra là có thể huy động chỉ cần dăm đoàn tàu liên vận Bắc Nam là có thể giúp cho đoàn người bớt nhích nhác trên con đường đau khổ này. Nhiều người khác cũng đang tự hỏi, phản ứng của các địa phương không chấp nhận những người hồi hương hiện nay là do nỗi lo sợ vỡ thành tích chống dịch. Đồng thời, tuy cũng biết đấy là thảm họa nhân đạo, nhưng lo giữ ghế nên đã đánh bài lở để mặc cho người dân chết ngoài đường, ngoài phố, dọc các đường đi nơi không có các phương tiện cần thiết cho cuộc di chuyển này. Đấy là chưa kể các tỉnh cũng hành xử như kiểu 12 sứ quân bằng cách ngăn sông cấm chợ mà Thủ tướng cũng không thể can thiệp. Thật đáng lòng và chua xót khi thấy những người công nhân, những lao động tự do từng được tung hô là lực lượng tiên phong lãnh đạo cách mạng. Giờ đây cũng cùng cực chạy về quê, nơi trú ẩn cuối cùng như thế. Lý do đơn giản, cai quản họ giờ đây là những đảng viên Đảng Cộng sản cầm quyền, chẳng hề đếm xỉa đến họ sau khi lợi dụng giai cấp này để cướp quyền, cướp tiền và cướp đất. Dù đảng này luôn hô hào rằng nó là đảng của giai cấp, công nhân và nhân dân lao động, nhưng những gì đã diễn ra trên thực tế, mọi người có thể thấy rõ đảng này đã đại diện cho ai. Họ chỉ đại diện cho Đảng Cộng sản của họ mà thôi. Nhìn ông Tổng Bí thư già nua, luôn luôn kêu gào đảng viên các cấp của mình phải thôi ăn cắp, bớt tham nhũng trong suốt 10 năm qua mà thấy thương hại, trong khi các vụ án ngày một lớn hơn, ăn cắp ngày một nhiều hơn trong đảng. Đây là hình ảnh chiếc xe máy chở 4 người chạy từ Đồng Nai về Nghệ An của anh A Mà, không yên xe phải thay bằng 3 chiếc gối. Nhưng anh A Mà còn may mắn hơn chị Khẩu Thị Kính, dân tộc Mông, đang mang thai mà phải đi bộ về Hà Giang trên đôi chân sưng tấy. Tờ báo Sinh của Nhà nước Việt Nam cũng đã tường thuật như vậy. Suy thoái, biến chất về đạo đức, về lối sống suy đồi đã trở thành bản chất ăn sâu trong dòng máu của những kẻ đội lốt cộng sản. Tình trạng tham nhũng, tư túi, ăn cắp của công leo thang từ xã đến huyện, tỉnh, trung ương. Không chỉ trong các cơ quan chính quyền mà cả trong lực lượng công an, quân đội, cảnh sát biển, chúng cũng ăn không chừa một thứ gì, vô trách nhiệm, buôn lậu, bảo kê và thậm chí còn bán rẻ cả tổ quốc. Thống kê 10 năm qua cho thấy đã có 5 ủy viên Bộ Chính trị, 12 ủy viên Trung ương Đảng, 14 tướng lĩnh quân đội, 12 tướng lĩnh công an, 15 bí thư, phó bí thư và các tỉnh thành, gần 220 bộ trưởng, thứ trưởng và nhiều ngàn cán bộ cấp tỉnh, cấp xã, cấp phường bị kỷ luật vì các tội danh ở trên. Điều này cho thấy hệ thống cán bộ, công chức đảng viên của bộ máy quản trị quốc gia đã mục ruỗng đến tận xương tủy. Đại dịch Covid-19 đã phơi bày thêm nhiều mặt xấu, tệ hại của chế độ cộng sản đang cầm quyền. Trong đó, khốn nạn trắng trợn nhất là ngay trong Bộ Y tế đã hình thành nhóm lợi ích, thiết kế sân sau, bao thầu vaccine, nâng giá thiết bị, vật tư y tế, giá xét nghiệm, bán thuốc giả cho dân và giá rất cao gấp hàng chục lần giá thực tế để trục lợi hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ đồng trên xương máu của bệnh nhân. Hội nghị Trung ương 4 cố gắng chống đỡ sự sụp đổ của hệ thống, một hệ thống đã được dựng lên bởi giai cấp mới. Midovan đã từng chỉ mặt đặt tên cho chúng từ những năm 50 của thế kỷ trước như vậy. Đây là hình ảnh hành trang của những người lao động là con chó con, chiếc quạt điện, quần áo và móc quần áo. Toàn những thứ rất ít giá trị mang hết từ phòng trọ ở thành phố để đưa về quê. Với những kẻ độc tài thì níu kéo độc tài, duy trì, toàn trị để đè đầu cưỡi cổ nhân dân mới là ưu tiên hàng đầu của chúng. Chúng hầu như vô cảm trước những tiếng kêu gào trong phẫn nộ của người dân, mặc kệ chiếc thòng lọng của Trung Quốc và cuộc xâm lấn trên biển đảo đang diễn ra như thế nào.
Trước đây hơn 70 năm, có lẽ Midovan đã nhìn thấy thảm họa giai cấp mới, tức là tầng lớp quan liêu hưởng đặc quyền đặc lợi của Đảng Cộng sản đã gây ra cho các dân tộc những tội ác ghê gớm. Đọc Midovan những ngày này, chúng ta càng thấu hiểu thêm được những gì đang diễn ra rất gần với mình, ngay trên chính mảnh đất đau thương nơi chúng ta đang sống, đó là Việt Nam. Chính những quan chức của Đảng Cộng sản này đã gắn cho đoàn người tha hương đang đến hồi hấp hối là đối tượng kích động. Kích động ai? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ai đã làm trên 2 vạn người thiệt mạng, 90.000 doanh nghiệp phá sản? Ai đã làm cho các doanh nghiệp FDI phải tháo chạy khỏi Việt Nam và những người dân vô tội này ư? Hay là do chính sách chống dịch cực đoan, thiếu trí tuệ nhưng thừa lưu manh của những kẻ cầm quyền đã gây ra? Chủ nghĩa toàn trị ở Việt Nam rồi sẽ bị sụp đổ bởi giai cấp mới phạm ăn và phá nát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 với bản tin Chính giai cấp mới sẽ góp phần kết liễu chế độ toàn trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.